Cô đâu. Thực sự là dưới xin chào cả nhà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái thủ thuật cho cái việc mà ốp một cái hình trên một cái mặt phẳng và tất nhiên là ốp vào không gian thì nó chịu với nhau ốp trên mặt nước như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhá nào các bạn nhìn vào đây hôm nay thì chúng ta sẽ đi với f 7 các bạn sẽ ấn vào f 7 nhá để chúng ta hiện lên hai cái layer layer số một của chúng ta là cái background dưới và nó có sắc độ đậm nhạt trên cái mặt biển thứ hai là chúng ta sẽ có một cái text và nhớ một điều rằng với cái hữu ứng này và bạn muốn ốp hình thì bạn sẽ phải làm như này cho tôi đó là gì chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng chữ và chúng ta chọn vào Rasterize Rasterize tay có nghĩa là biến chữ trở thành đối tượng thường và sau khi trở thành đối tượng thường thì các bạn chỉ việc ấn vào Ctrl T cho mình và dùng Ctrl Shift An Ctrl Shift An là hút cái góc nó lại để nó ốp thêm mặt phẳng cho các bạn cũng tương tự như vậy giữ phím Ctrl Shift An giữ chặt nhé và kéo ra Đến lúc nào mà cái mặt biển này cảm giác như cái sản phẩm của các bạn sẽ được uh, khá là ok Về cái không gian và nội, nội thất cho các thứ rồi thì các bạn sẽ chọn vào đây Ok và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ ý tượng thì bạn ấn Enter giúp mình Bước số 2 là các bạn sẽ tắt bỏ cái file này đi Tắt bỏ tắt tắt cái biểu tượng chữ đi Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta sẽ xếp ép ra một cái file mới Ví dụ chúng ta ấn vào Ctrl S nha Và sau khi Ctrl thì các bạn lưu nhớ một điều rằng là tôi sẽ đặt tên là ốp hình Ốp hình và sau đó khi mà chọn vào ốp hình thì các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi chọn ốp hình thì file chúng ta phải là file Photoshop nhá Và chúng ta lưu ở đâu? Chúng ta lưu ở phần Desktop. Ok, chúng ta sẽ chọn là Desktop này. Và sau khi chọn vào Desktop thì tên là ốp hình. Chúng ta sẽ ghi là ốp hình 567. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ ấn OK cho tôi xếp vào. Bước số 2 của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ bật cái file chữ nó lên. Và sau khi bật file chữ lên thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng để nó sẽ ăn theo độ đậm nhạt của miếng nền dưới để ốp cho hình có thể dịch chuyển sang trái sang phải về nên trên xuống dưới làm sao giống như cái mặt biển nó ốp trên mặt biển thì nó phải đi theo đậm nhạt của mặt biển nó phải đợi đi theo độ nồi nõm của mặt biển lúc này chúng ta chọn vào filter chúng ta chọn vào đấy ạ à, disto và chúng ta chọn vào deep black lúc này sau khi mà bạn chọn vào đây xong thì ở đây nó có một cái thuộc tính cho các bạn ở đây là horizon của chúng ta là theo chiều nằm ngang là 10 và chiều dọc là 10 và tất nhiên sau khi ấn vào đây thì tự nhiên cái chữ chúng ta có sự biến dạng các bạn nhớ nhá. Sau khi tích vào đây xong thì nó sẽ yêu cầu bạn đang muốn ốp hình theo cái gì. Thì đây chính là cái phần file của mình đây, mình vừa xếp xong thì bạn chỉ cần nói ok. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta là cái chữ của chúng ta ốp hình rồi. Đấy thì là chúng ta đã công đoạn số 2 chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một công đoạn nữa là nó sẽ lồi nõm theo đậm nhạt của chính cái nước biển của chúng ta thì chúng ta sẽ làm bằng cách chuột phải chọn là blending option À với cái blending option thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái bảng blend if này nó có rất là quan trọng bởi vì là ở đây nó sẽ áp dụng cái cấp độ của đậm nhạt ở dưới và ốp lên phần phía trên. Và tất nhiên là ví dụ tôi kéo cho các bạn xem đây là phần đậm này, nhìn thấy chưa? Đậm đây là đậm nhạt của cái chính cái nền biển này ạ. Ví dụ tôi kéo này để loại trừ màu đen thì có nghĩa nó sẽ ốp lên cái hình trên là chính là chữ của chúng ta sẽ mất ở vị trí đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi kéo đây ạ. Đấy các bạn có nhìn thấy nó, nó bị mất hình không? Nhìn ra kéo lại. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? những vị trí này nó sẽ bị mất hình nhưng lúc này chúng ta muốn tạo độ, độ êm việc chuyển hình mất hình của chúng ta là một cách xuất sắc thì chúng ta tách cái biểu tượng này ra làm hai bằng phím an cho tôi lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta chữ của chúng ta nó sẽ được như này ok và nó đã ốp vào biển này các bạn nhìn chưa à, trông sẽ rất là chuyên nghiệp và lúc này thì các bạn sẽ áp dụng cho những cái thương hiệu logo của chúng ta à, như thế nào đó cho nó ấn tượng và cũng giống như đây là một trong những phương pháp để ốp những cái sản phẩm chúng ta trên vải trên vóc à, để áp dụng cho những cái bạn mà làm thiết kế thun và sau khi làm xong bạn đã ok giúp mình Ok. Và đây là cái thành quả cuối cùng của chúng ta và các bạn sẽ tắt đi và xem cái thành quả đó. Ok, đây là một cái trong những cái bài mình rất là mong muốn chia sẻ cho các bạn. Mong rằng cái bài này sẽ hữu ích cho các bạn và mong rằng tất cả những cái thứ này sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc. không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại và hẹn gặp lại cho các bạn với những video clip lần sau.